Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Cuộc Sống Khỏe của Đài Phát Thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề đuối nước vẫn nhức nhối mỗi khi hè về. Kỹ năng bơi lội là rất cần thiết đối với mọi người, đặc biệt là trẻ em để phòng chống đuối nước. Đó cũng là nội dung của câu chuyện y tế hôm nay. Trong phần sổ tay y học, chuyên gia sẽ hướng dẫn cách sử dụng kem chống nắng hiệu quả. Những thông tin cần thiết về bệnh đau mắt đỏ và cách phòng bệnh sẽ được bác sĩ của Bệnh viện mắt Hưng Yên mang tới cho quý vị. Còn bây giờ sẽ là nội dung chi tiết. Mùa hè, chống nắng luôn là vấn đề được quan tâm hơn cả, nhưng không phải ai cũng biết cách chống nắng cho đúng. Và đặc biệt, chọn được loại kem chống nắng tốt phù hợp với làn da luôn là tiêu chí hàng đầu của nhiều chị em phụ nữ. Trên thị trường hiện nay có vô vàn thương hiệu kem chống nắng khác nhau, mỗi loại mang những đặc trưng cùng mẫu mã và giá thành đa dạng, khiến chị em gặp nhiều bối rối khi lựa chọn. Mục sổ tay học hôm nay sẽ giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích về vấn đề này qua sự chia sẻ của bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Minh Họa, Bệnh viện Đa Khoa Hưng Hà. Hiện tại thì có rất nhiều các sản phẩm chống nắng thì chúng ta lên lựa chọn căn cứ vào cái phân loại về da của mình. Cái loại da thường gặp đó là da dầu, da khô và da hỗn hợp. Đấy là một cách phân loại thông thường nhất. Khi chúng ta biết được tình trạng da chúng ta ở cái phân loại nào thì chúng ta lựa chọn sản phẩm làm sao phù hợp với cái phân loại của chúng ta. Có một cách để phân loại cái kiểu da của mình là thuộc vùng da khô hay là da nhờn hoặc là da hỗn hợp. Khuôn mặt chúng ta chia thành hai vùng là vùng chữ T, vùng chữ U. Vùng chữ T là vùng cồn trán và cái vùng sống mũi với cả cằm. Thế còn cái vùng mà chữ U là cái vùng hai cái bên cằm này và cái vùng cằm giữa. Thế thì nếu mà một trong hai cái vùng đấy chất nhờn nó nhiều, cái chất nhờn này đánh giá được cái gì là sau khi rửa mặt 2 tiếng mà chúng ta sờ mà thấy nó cảm giác nhờn, thì nếu mà một trong hai vùng đấy mà nhờn và một vùng kia khô thì đấy là da hỗn hợp. Nếu mà cả hai vùng đều nhờn thì thuộc da nhờn và cả hai vùng đều khô thuộc vùng da khô. Thì tất nhiên đây là một cái phân loại cơ bản thôi. Còn để đánh giá có rất nhiều thang phân loại, để muốn phân loại sâu hơn thì chúng ta nên đi khám bác sĩ chuyên khoa. Do vậy nếu mà khi chúng ta đánh giá đúng cái phân loại da của mình thì chúng ta lựa chọn cái kem chống nắng nó sẽ dễ dàng phù hợp hơn. Vì trên kem chống nắng bao giờ nhà sản xuất người ta cũng đưa ra là cái sản phẩm này dành cho loại da gì. Cái thứ hai là khi dùng sản phẩm thì chúng ta phải lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, có xuất xứ rõ ràng, đạt tiêu chuẩn, thì những cái mà lựa chọn như thế để giúp chúng ta sẽ có thể sử dụng cái kem chống nắng hiệu quả hơn. Còn nếu chúng ta sử dụng những cái sản phẩm chống nắng mà không đảm bảo chất lượng thì vô tình lại làm gây ảnh hưởng tác hại xấu đến da. Nếu sử dụng về kem chống nắng, thứ nhất chúng ta thường có quan niệm là cứ trời tia nắng mặt trời thì mới là chúng ta phải chống nắng. Thực chất thì kể cả trời mưa hoặc là trời âm u thì cái việc mà chúng ta chống nắng đấy, mình hiểu bản chất còn của cái việc chống nắng là chống lại tia UVA và UVB của mặt trời. Thế như vậy cái tia UVA, UVB mặt trời nó không liên quan gì đến cái việc là trời có ánh nắng hay không có ánh nắng cả. Thì do vậy thì cái việc mà chúng ta sử dụng kem chống nắng, sử dụng hàng ngày thường xuyên và thời gian nào chúng ta sử dụng cũng được. Một cái nữa là khi chúng sử dụng kem chống nắng ấy, thực chất thì cái tia UVA, UVB không phải chỉ có ánh nắng mặt trời đâu, mà nó lại ở những cái mà trong cuộc sống chúng ta như gặp chúng ta ngồi xem tivi này hoặc màn hình máy tính, chúng ta ngồi nhiều nó cũng có một cái lượng tia UVA, UVB nhất định tác động lên da của chúng ta, nên là cái việc chống nắng chúng ta phải thường xuyên. Thế chúng ta chống nắng nào cho hiệu quả thì khi chúng ta muốn chống nắng hiệu quả, chúng ta trước khi chúng ta đi ra ngoài hoặc làm gì đấy chúng ta khoảng 15-20 phút chúng ta đã phải dùng kem chống nắng rồi. Thứ hai còn cái lựa chọn độ chống nắng, cái FPS mình có cái phân loại về độ chống nắng. Thì cái FPS đấy thì ở với khí hậu ở Việt Nam thì chúng ta nên lựa chọn cái loại FPS có độ chống nắng FPS cao như 32+ hoặc 50+. Thông thường thì tùy hãng tùy loại thì người ta sẽ dành cho cái việc là cái kem chống nắng ấy dành cho loại da gì thì chúng ta cố gắng làm sao mình biết được cái loại da của mình như thế nào. Cái việc mà chúng ta sử dụng kem chống nắng mà nó phù hợp ấy, nó tăng cái hiệu quả chống nắng lên và tránh những cái tác dụng phụ của kem chống nắng. Một số người dùng kem chống nắng có thể gây ra dị ứng, kích ứng các bạn nếu chúng ta lựa chọn sản phẩm. Việc tập luyện Zumba không chỉ mang lại niềm vui, sảng khoái mà còn giúp các bạn nhỏ thêm tự tin, hòa đồng hơn với bạn bè, luyện tập sự nhanh nhẹn và dẻo dai cho cơ thể. Ngay sau đây, huấn luyện viên Trịnh Trinh, Trung tâm Thể dục Thể thao Just My Yoga and Fitness Hưng Yên sẽ giới thiệu tới các bé những động tác Zumba đơn giản, dễ dàng thực hiện ngay tại nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn nhỏ một bài tập Zumba vô cùng đơn giản để chúng ta có thể tập tại nhà trong mùa hè này. Động tác đầu tiên, hai chân rộng hơn vai, ngả người sang bên phải, kết hợp xoay tay, chấm chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lên cao. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Chúng ta sẽ làm 2 lần như vậy. Động tác tiếp theo, tay vỗ xuống đùi, kết hợp vỗ trên cao 2 nhịp. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Chúng ta làm 2 lần như vậy. Tiếp theo là sẽ giơ tay cao, kết hợp lắc hông và xoay tay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rồi bên. Động tác tiếp theo sẽ là bật nhảy, giơ tay cao, 1 nhịp chậm, 1 nhịp nữa và nhanh. 5, 6, 7, 8. Đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và tổ hợp cuối cùng, tay phải đưa lên phía trước, kết hợp chậm chân và tay trái, lặp lại như vậy. Rồi xoay tay và nhún người. 5, 6, 7, 8. Mình cùng lặp lại. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vậy là tập hợp động tác đã kết thúc. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu với bài tập. Đau mắt đỏ là một trong những bệnh lý thường gặp nhất ở mắt, đặc biệt là vào mùa hè. Bệnh xuất hiện ở mọi lứa tuổi, dễ lây lan, phát triển thành dịch. Đây là bệnh lý lành tính, ít có biến chứng nguy hiểm, nhưng lại gây ra cảm giác khó chịu và ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày của người bệnh. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với chia sẻ của bác sĩ Phạm Thị Thúy Hằng, trưởng khoa khám bệnh Bệnh viện mắt Hưng Yên về nguyên nhân, cách phòng và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Tôi thường xuyên bị đau mắt đỏ thì tôi xin hỏi bác sĩ là nguyên nhân do đâu? Viêm kết mạc cấp hay còn gọi là bệnh đau mắt đỏ thì trước hết kết mạc nó là một cái màng mỏng bao phủ bề mặt của nhãn cầu, bao phủ từ phía rìa của mạc cho đến hết cái sụn mi. Viêm kết mạc là một tình trạng nhiễm trùng của kết mạc, nó làm cho cái kết mạc sưng nề, phù nề lên và sung huyết. Nguyên nhân của viêm kết mạc cấp thì thường có thể là do virus, có thể là do vi khuẩn, có thể là do nấm ký sinh trùng, một vài trường hợp thì có thể là bị dị ứng, nó gây nên các nhú khổng lồ, gọi viêm kết mạc dị ứng. Thì thường bệnh đau mắt đỏ diễn ra theo mùa, đặc biệt là bắt đầu có chuyển hè thì là bắt đầu mọi người đi bơi nhiều, thì cái đấy là cái môi trường công cộng thì cũng rất là dễ xảy ra cái đau mắt đỏ. Rồi là thời tiết nó nóng bức, rồi nó ô nhiễm môi trường, nó là cái nơi để cho cái virus nó bùng phát lên. Trường hợp mà viêm kết mạc cấp do virus thì diễn ra thì thường bệnh nhân thì cả 2 mắt đều bị. Cái viêm kết mạc do vi khuẩn có thể là sau những chấn thương nhẹ, dị vật nó bay vào mắt. Viêm kết mạc cấp mà do dị ứng ấy thì là thường có những cái cơ địa của bệnh nhân, người ta tiếp xúc với những yếu tố dị nguyên như phấn hoa, lông của súc vật, rồi bụi trong không khí mình sống này. Xin bác sĩ cho tôi biết những biểu hiện bệnh đau mắt đỏ. Triệu chứng thường gặp của viêm kết mạc cấp là bệnh nhân rất là khó chịu, cộm vướng, chảy nước mắt và cảm giác như có cát bay vào mắt. Khám thì thấy là bệnh nhân có thể chảy dỉ do virus thì thường là những cái dây dỉ trong suốt, còn nếu mà do vi khuẩn thì thường mình thấy những cái dỉ nó như mủ ấy, nó đặc quánh và khó chịu hơn. Còn khám thì cái kết mạc thì thường cương tụ, rất là đỏ, kết mạc thì phù nề lên và nó sung huyết. Xin bác sĩ cho chúng tôi biết cách phòng và điều trị bệnh đau mắt đỏ. Điều trị căn bản nhất và quan trọng nhất đối với những trường hợp viêm kết mạc cấp mà gọi là đau mắt đỏ, vệ sinh cá nhân sạch sẽ, những cái vật tiếp xúc của mình như là cốc uống nước, khăn rửa mặt, rồi thau chậu rửa mặt là phải dùng riêng hoàn toàn để tránh tình trạng lây nhiễm cho tất cả những người bên cạnh. Vì cái dịch gì đấy nó đi đến đâu là người khác người ta chạm vào cái dịch gì của mình là nó sẽ gây viêm cho những người bên cạnh của mình, và mình lại lau mắt này xong mình lau chuyển sang mắt khác, nó lây nhanh dễ dàng sang hai mắt luôn. Còn chỉ sử dụng kháng sinh trong những trường hợp có bội nhiễm vi khuẩn. Khi mình phòng bệnh quan trọng nhất vẫn là giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, nâng cao thể trạng những thực phẩm quan trọng bổ sung cho mắt. Ví dụ như những thực phẩm là rau củ quả thì mình lựa chọn những rau củ quả có màu xanh thẫm, màu đỏ thẫm như rau ngót hoặc cà rốt, bí ngô. Cá biển rất là giàu omega 3 và thường người ta khuyến cáo là một tuần cũng nên ăn ít nhất là 2 bữa cá biển. Qua số liệu thống kê hàng năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ em bị đuối nước, trung bình mỗi ngày có 5 trẻ bị đuối nước, đứng đầu trong các tai nạn thương tích của trẻ. Đuối nước chủ yếu xảy ra ở khu vực nông thôn, cao gấp 4 lần so với thành thị và thường gặp vào những ngày tháng học sinh được nghỉ hè. Mặc dù con số thống kê đã giảm mỗi năm 100 trường hợp so với năm 2010, song đuối nước vẫn là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ em Việt Nam. Do đó, bơi lội chính là một trong những kỹ năng thiết yếu đối với trẻ. Câu chuyện y tế hôm nay bàn về vấn đề này. Theo thống kê chưa đầy đủ, trong vòng chưa đầy 1 tháng qua trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã liên tiếp xảy ra 4 vụ trẻ đuối nước ở các xã Tứ Dân, Đông Ninh của huyện Khoái Châu, xã Lạc Hồng của huyện Văn Lâm, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Việc dẫn đến các tai nạn thương tâm này một phần là do trẻ không có kỹ năng bơi lội, kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người đuối nước. Trước thực trạng đó, cũng như nhiều phụ huynh khác, anh Nguyễn Văn Toàn ở xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên đã chủ động cho con tham gia các lớp học bơi. Nghỉ hè thì các cháu hay ở nhà xem điện thoại ấy, với cả các cháu không được hoạt động thể chất ấy, nên là tôi quyết định cho các cháu đi học bơi. Thì hiện tại nhà tôi thì cũng có một cái ao rất là to và quanh đấy cũng có rất là nhiều ao, nên là quyết định cho các cháu đi học bơi là một trong những kỹ năng cần thiết nhất để tránh bị đuối nước. Đây là những hình ảnh tại lớp bơi của nhà thiếu nhi tỉnh, thu hút các em học sinh từ 6 tuổi trở lên. Tại đây, các em được huấn luyện viên hướng dẫn đầy đủ những kỹ năng bơi lội. Học được môn bơi, các cháu sẽ trang bị được toàn bộ các kỹ năng của kỹ thuật bơi ếch và các tình huống xử lý khi xuống dưới nước, như tình huống bị chuột rút hoặc là tình huống gặp người bị đuối nước thì sẽ phải xử lý như thế nào và làm cái gì để có thể cứu được các bạn ở đuối nước. Độ tuổi hợp lý để học môn bơi là từ 6 tuổi trở lên, tại vì ở tầm tuổi đấy là các cháu có thể hiểu được các bài tập và các kỹ năng của thầy huấn luyện viên ra cho. Trên thực tế, việc cho trẻ tham gia các khóa học bơi không chỉ giúp trẻ có các kỹ năng cần thiết khi ở dưới nước mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe tinh thần thoải mái. Cháu học bơi buổi hôm nay là buổi thứ 3. Thầy dạy cháu khởi động trước khi bơi, dạy cháu bơi ếch. Đồ đi bơi thì cháu thích hơn ở nhà xem tivi. Thầy dạy cháu luyện tập dưới nước, khởi động trước khi bơi, bơi dưới nước. Cháu rất thích đi học bơi ạ. Tôi cho cháu đi học bơi bởi vì là khi cho cháu đi học bơi là để nâng cao cái sức khỏe của các cháu. Các cháu có vẻ là nhanh nhẹn hơn và về ăn khỏe hơn. Tại tỉnh Hưng Yên, bên cạnh các lớp học bơi do nhà thiếu nhi, các trung tâm thể thao tổ chức, tại nhiều địa phương các lớp bơi miễn phí do đoàn thanh niên các xã, phường, thị trấn tổ chức cho các em học sinh như tại xã Tống Phan, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, xã Cương Chính, Minh Phượng, huyện Tiên Lữ, vân vân đã tạo ra sân chơi bổ ích và giúp trẻ nâng cao thể chất trong những ngày hè. Việc trang bị kỹ năng bơi lội cho trẻ là việc hết sức cần thiết. Việc làm này vừa giúp trẻ phát triển chiều cao, nâng cao thể trạng, giảm stress mà còn giúp trẻ có kỹ năng sinh tồn thiết yếu, giúp giảm thiểu những tai nạn đuối nước thương tâm. Chương trình Cuộc sống khỏe của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.